xe thì em là tập trung em ngủ, mà nói nhiều đến nỗi em không ngủ, không ngủ được. Em quay qua em nói với bạn em là cái thằng nào mà nó nói nhiều dữ với mày. Nói chung là tại mới nên cũng nhẹ nhàng tình cảm. cái đầu tiên rất là hồi hộp vì khi mình cũng muốn cho nó qua đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng thứ hai, mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Cho chị đoán trước, cho chị đoán trước. Này là đồ cưới của tụi em, phải không? Dạ, đúng rồi. Chị đoán đúng. Hay quá. Đoán luôn nè, đây là bộ đồ cưới về chủ đề là Long Phụng, phải không? Long Phụng xung vầy. Long Phụng xung vầy. À, đúng luôn. Mà hai em giới thiệu về mình. À, em tên là Sơn, em năm nay 26 tuổi. Em là quản trị mạng, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Còn em trẻ quá à, Sơn. Dạ, em tên là Lê Thị Mỹ Hoàng, em 27 tuổi, hiện em là giáo viên mầm non. Hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Em là đi chung với mẹ đi du lịch ở Thái Lan. Vợ em thì là đi chung với lại bạn của mẹ, là làm ở trong trường mẹ, là đi chung luôn. Tức là hai bạn là chung một tour đúng không? Dạ đúng rồi, chung một tour du lịch. Lần đầu tiên em thấy cô Hoàng này, ấn tượng của em về cô ấy như thế nào? Lần đầu tiên thì là lúc ở sân bay thì em thấy cô này rất là cá tính, tại vì mặc đồ y chang như kiểu tomboy luôn, tại vì đi chung với bạn mà hai người đi mà giống như là yêu nhau vậy đó. Em thấy ủa sao lạ, sao kỳ vậy. Qua bên Thái Lan á, cái tour đó thì chia ra một cái hai cái xe, thì hai vợ chồng chung một xe, thì anh này lên xe anh nói rất là nhiều. Sao mà em á, lên xe á, thì em là tập trung em ngủ, mà nói nhiều đến nỗi em không ngủ, không được. Ngủ được. Em quay qua em nói với bạn em là cái thằng nào mà nó nói nhiều dữ với mày. Rồi suốt chuyến đi rồi hai người có nói chuyện thăm hỏi qua lại nghe không? Tới ngày thứ hai á, là lúc mà ở Bắc Thái Gia thì là em cũng vô tình đi dạo biển thôi, thì thấy vợ em bị dấp vỏ sò, tét một cái ở dưới chân á, chảy máu. Dạ chảy máu. Lúc đó là em đang cầm thuốc, mới bứt cái đầu ra để em cầm máu cho vợ em. Cái lúc mà bị cắt vỏ sò mà sau khi hỏi thăm á thì em mới nhìn lên, thì anh ảnh cánh cười cho em một cái, ôm một cái nụ cười tỏa nắng. Sao đâu sao. Nhưng mà trong cái thời gian đi tour vậy là hai người không có một lần nào tiếp cận mà nó gần gũi mà thân mật giống như cái lần bị sò cắt chân đó hả? Dạ không có luôn. Tại vì trước khi mà đi chơi ấy là em cũng có trục trặc về tình cảm. Thì em đi em cũng không để ý ai hết. Em cũng có một cái điều gọi là giống như là không biết là phải là duyên hay không, nhưng mà những cái tấm hình mà em chụp là đều dính vợ em. Mà em chụp cho em những cái tấm hình mà có em là đều có vợ em hết. Về để coi rồi mấy tấm hình ở nhà. Lúc sau mà khi quen rồi coi hình lại mới thấy. Đến khi nào thì em mới cảm nhận được cái tình yêu của anh này và chấp nhận anh? Thì lúc mà đi chơi về chắc cũng khoảng một tuần rồi. Thì em mới nhắn tin, em tỏ tình. Nhắn sao? Dạ thì nhắn là để một cái icon là một cái chàng trai đang buồn và cầm trái tim ra. Thì em tiếp theo là em gửi thêm một cái icon nữa là có một cô gái lại cầm cái trái tim đó. Và cái icon thứ ba là có một nguyên một cái bia và có trái tim để ngay giữa. Là sao? Không làm về mạng nó thích nhiều icon quá. Đúng rồi, icon nhiều lắm. Mình tìm không có ra mấy cái đó. Có, tôi toàn là icon gì đâu không à. Nhưng mà em hiểu không? Dạ hiểu. Em hiểu, em thử dịch cho anh nghe coi. Dạ vì anh một anh chàng cô đơn đem một trái tim đến tặng cho một cô gái, và nếu cô gái chấp nhận thì hai người sẽ có một cảm đẹp. Còn cái mộ bia mà có cái trái tim đó là sao? Là tình cảm nó đến suốt đời. Mãi mãi suốt đời đúng không? Ừ. Lúc đó em trả lời như thế nào? Chắc chắn là em không có ai cần để mà em gửi lại rồi đúng không? Dạ thì lúc đó em nói để em suy nghĩ. Vậy là quen cái ngày cũng đẹp lắm. Là cái ngày là 06/06 có nghĩa là rất là đẹp. Năm bao nhiêu? Dạ cái này là 3 năm về trước. Lúc mà yêu nhau rồi thì các bạn có những kỷ niệm vui gì không? Là đi ăn ở nhà hàng Pháp. Thì em với vợ em mới kêu là một món bò bít tết. Tại lúc đầu mà mới quen nhau vẫn còn ngại, cắt rất là từ từ. Nhưng mà tự nhiên sao lúc đó thì miếng bò nó dai quá, cắt hoài không được. Xong cái em mới nói vợ em là thôi em cứ xỏa đi. Bắt đầu rồi cứ cắt khí thế luôn. Đoạn đầu còn em thẹn mới đầu ở tay nè anh vậy. Dạ đúng rồi, cắt như đàn yêu. Rồi sau đó thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ tụi em cưới nhau là lúc mà cuối năm ngoái.
Dạ, là khoảng 2 năm, 2 năm rưỡi. Trong cái thời gian quen nhau đến khi cưới nhau thì tụi em có gặp những cái biến cố gì? Tức là có cái trục trặc gì không? Có giận hờn rồi có đòi chia tay, chia cẳng gì không á? Lúc mà trước khi cưới á, em có dẫn ba mẹ em lại để hỏi dâu. Hai bên gia đình á, là có một cái mâu thuẫn là tại sao mà bên đàn gái lại được ít bàn hơn là đàn trai. Dạ, nói chung là không có thống nhất được số không bàn. Không nhất được số dạ, bàn. Tại tính tại chung thì cho nó tiện. Từ cái việc đó thì nó lầy ra. Mà tụi em thì bình thường, tụi em thì bình thường hết. Tại vì mình không có nghĩ tới, cãi nhau. Đúng không? Dạ. Rồi sao, rồi giải quyết làm sao? Em phải đứng ra để em nói chuyện với ba mẹ em là thì nếu mà bên đàn gái họ không có chịu như vậy thì thôi mình chấp nhận, mình đã sẽ đãi riêng. Và lúc đó là em có qua nhà bên vợ em và em cũng nói lại như vậy. Rồi cuối cùng là đãi chung hay đãi riêng? Dạ, đãi riêng. Đãi riêng. Hai nhà riêng luôn hả? Dạ. Cái khoảng thời gian đó thì đêm nào em cũng khóc á. Rồi chồng em cũng nói là thôi đừng có khóc nữa, cái gì từ từ tính, cứ để anh lo. Rồi bây giờ thì hai bên gia đình có gì trục trặc không? Dạ bây giờ thì hiện tại là hai bên gia đình là đều là hòa thuận với nhau. Okay. Nói nghe, tụi em quen 2 năm rưỡi đúng không? Có biết tất tần tật với nhau hết chưa hay là vẫn giữ? Dạ thì lúc đó là tụi em vẫn giữ. Giữ đúng không? Tại vì làm bên ngành cô giáo mà. Chính vì giữ cho nên là cái đêm tân hôn rất là thú vị đúng không? Dạ thì cái đêm tân hôn mà lúc đó là lúc mà tụi em làm đám cưới xong thì là em ở khách sạn đó luôn. Đó thì lên là hai đứa là làm xong là khoảng chừng 10 giờ và sau đó là lên tắm rửa đồ này nọ tới 1 giờ luôn. Dạ thầy. Xong bắt đầu cái hai đứa ngồi đếm tiền. Rồi cái gì sao đếm tiền đi. Rồi nói gì nữa nè. Dạ. Ví dụ đếm tiền đi. Nói gì nè. Ở dưới có muốn nghe tiếp không nào? Thì em mới khều vợ em là thôi giờ mình tranh thủ đi, thì biết mệt rồi nhưng mà đêm tân hôn mà phải cho chọn. Nói chung là tại mới nên cũng nhẹ nhàng tình cảm. cái đầu tiên rất là hồi hộp vì khi mình cũng muốn cho nó qua đi. Dạ chứ nhưng mà em thì em sợ đau, em cũng chồng em cũng biết vậy thì cũng nói nhỏ nhẹ an ủi, thì nói chung là qua một đêm nhẹ nhàng. Dạ. Và sau đó những tháng ngày sau đó là coi như là bắt đầu là nó hạnh thoải phúc, mái hơn, hạnh phúc hòa hợp đúng không? Đúng không? Dạ. Và thường xuyên đúng không Sơn? Dạ thì cũng không hẳn là thường xuyên lắm anh, tại vì bên cô giáo làm việc rất là áp lực, làm cả ngày luôn, thức dậy là từ 6 giờ sáng đi làm cho tới khoảng chừng 5-6 giờ chiều mới về nên rất là mệt. Nên nhiều khi là một tuần là khoảng chừng 2-3 lần thôi, không khi, có khi 2 tuần một lần. Dạ. Vậy hả? Dạ. Tức là tại vì chăm mấy đứa nhỏ dạ rồi quá đúng không? Nhiều khi mệt về mệt lắm vậy rồi xong giặt vũ rồi mình ăn dọn dẹp này nọ lên không còn hứng là thú em không còn hứng thú. Đúng rồi, thật sự. Nhưng mà tụi em còn nhỏ quá trời luôn à. Đứa 26, đứa 27 mà đã làm biến vậy rồi. Bằng mới có 7 tháng à. Bằng tuổi anh Bin thì sao? Chắc trời ơi. Nắm được mấy năm à. Anh Bin là con liên tục đó nha. Liên tục hai, liên tục cái gì có hai đứa mà làm như tôi có một bầy con vậy. Lúc nào cũng bán em mình đó chứ tại vì mình đó chứ. À có em bé chưa? Dạ chưa. Trời ơi, chưa có em bé mà làm biến vậy đó có được. Không có được làm biến. Tụi em là theo cái đó là lâu lâu làm lần làm lâu lâu. Không cần số lượng mà cần chất lượng. Chất lượng bù cho số lượng. Vợ chồng ở nhà 7 tháng, vậy thì có tật xấu gì không? À, chồng em tật xấu là mê chơi game, rất là lười. Lười gì? Làm, nói chung là đi tắm em cũng phải nhắc. Làm cái gì là cũng phải khi em nhờ nhưng mà em đi mấy lượt em quay lại nó vẫn còn y nguyên. Bình thường ảnh ngủ á thì báo thức nó báo mấy lần cũng không có dậy, nhưng mà báo thức game thì tất nhiên là phải tắt, nó đứng lên nó chơi game. Hồi đó thì uống hút thuốc ở trong phòng á, em đuổi ra ngoài không biết chui đâu, chui vô trong toilet hút xong một hồi tới em đi vô nó khói, nó hôi trình ở trong cái phòng toilet á, em lại không chịu được, em la làng lên xong rồi em phải dọn dẹp em xịt, rồi cuối cùng em đuổi đi ra hành lang. Rồi còn em, vợ thật sự dạ thì vợ em rất là hay là cằn nhằn cái vụ mà từ tắm. Tại thật sự là em nào đó giờ em tắm 10-11 giờ em mới tắm, nhưng mà về nhà là cứ 7 giờ mấy 8 giờ là bắt em đi tắm rồi. Với cái thứ hai là lúc mà em chơi game thì vợ em cũng cầm điện thoại lướt Facebook, mà lúc nào cũng like em là tại vì em chơi game nhiều. Mà tại sao em sao kỳ, nó đang bị mâu thuẫn này mâu thuẫn kia ta, nói bây giờ lười không có thời gian để mà có thể là hai vợ chồng thân thiết với nhau, mà bây giờ về đứa một cái máy chơi game, đứa một cái máy Facebook. Dạ. Đập máy cho tôi.
thời gian lướt với cái thời gian đánh một trận đó thì không có cái thời gian để ta dành là ôm nhau đi. Có phải thú vị không? Còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì vợ em ngủ mà có hay nằm mơ nữa. Ủa nằm mơ sao em biết? Dạ thì tại em còn thức, em chơi game hả? Dạ thì mà. Tại vì mơ mà xong cái đầu cái nói. À nói mớ. Dạ đúng rồi, nói mớ luôn. Cái lúc mà em đang nằm, em đang ôm vợ em, cái em quay qua một cái vợ bắt đầu cái nằm ngủ cho tôi. Nghĩ là hả, là tưởng là đang thức. Ai về lại kêu bấm mơ. Sao á? Con ngủ cho cô đi con, đừng có quậy cô nữa. Trời ơi, tội nghiệp quá. Trời ơi. Tội nghiệp quá. Coi như là ban ngày đi làm đó. Tại biết sao nó cái tật mà hay nhắc em tắm cũng là do bệnh nghề nghiệp đó. Dạ. Đó, nhắc nhở mấy đứa nhỏ hoài. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ thì em chỉ mong là vợ em bớt cằn nhằn em lại thôi chứ thật sự là em cũng không có mong gì hơn vợ em nữa. Tại vì em quá hoàn hảo rồi. Em mong Sơn thay đổi điều gì? Em thì mong chồng em là bớt chơi game lại, ít hút thuốc và từ từ bỏ luôn. Bây giờ em me cái thời gian mà vợ em lướt Facebook để em dành cái thời gian đó cho em. Dạ thì hôm bữa em cũng có me rồi. Cái xong cái hối người ta đang chơi rồi. Rồi cái lại xong em mới quay qua em chơi game của em. Không em tấn tới. Tại vì em thấy tội vợ em, tại vì làm cả ngày mệt. Ta cô giáo ta e ấp quen rồi. Không lẽ gì mà khều cái lần ta ok anh là ta từ từ đó. Hồi đêm nay làm thử cái nghe. Dạ. Nha. Dạ thôi chúc hai em mau chóng có tin vui. Dạ. Nha. Dạ em cảm ơn anh chị. Trước khi mà có tin vui là phải nhớ khi thuốc lá. Dạ. Em cảm ơn anh chị nhiều. Dạ. Cảm ơn tụi em. Dạ anh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi, bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh. Là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Thay vì cảm ơn ông cho tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này, tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Anh em cũng được. Chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Toàn, đến từ Tiền Giang, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Em tên là Lê Kim Ngân, hiện tại là em năm nay được 26 tuổi. Và em đang làm tại phòng kinh doanh cùng công ty với ảnh luôn. Mối tình của hai bạn bắt đầu như thế nào? Thì hai đứa em do là làm chung một công ty. Trước khi mà quen để đến được với nhau thì hai đứa ghét nhau lắm. Đã từng chửi và đánh nhau luôn. Trời. Làm cùng công ty mà em là bộ phận bán hàng thì ảnh lại là quản lý kho. Không biết sao ngay từ đầu gặp mình là ảnh đã ấn tượng không tốt về mình rồi. Ảnh không thích em, ảnh để đơn hàng em đưa trước, anh đưa giải quyết sau. Một lần em tới xuống xử lý luôn. Em vứt tờ phiếu vô mặt ảnh rồi ảnh cũng cương lại với em không vứt luôn. Còn vứt cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh. Rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược đâu. Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm là em tức quá rồi, bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh. Là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Dạ. Vợ em nhìn cũng xinh xắn như thế này, sao em không ưa vợ em? Lần đầu gặp cô nàng này thì quá đổi phong cách đi, tóc nhuộm, áo quần trang phục thì nó hơi thoáng, mà bạn này lại nói chuyện giống như là nửa ngang mà nửa sóc cái mình càng ngày càng không ưa nổi. Là vì lý do nào mà sao hai bạn lại thích nhau? Ai là người chuyển biến trước? Tại là cái đợt đó là do tự chạy xe mà em bị tai nạn, ba mẹ phải đưa đón. Thì ngày hôm đó là ba em không đến đón được. Anh này tự nhiên xung phong chở em về. Lý do chở về thì lúc đó là nghĩ là sau thời gian thù hận hằng nhiều quá rồi thì thôi cứ nghĩ là chở về dùm một bữa, hai bữa vậy thôi. Hỏi cái cảm giác nè, cái lần đầu tiên mà em leo lên xe của anh này để chở về. Dạ. Em thấy sao? Cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu xe, em cuối xe. Cái lúc đó anh chở về em lo lắm mà. Cái ở sau lưng mình á, sát khí nhiều quá, nó lột nón là đập vô đầu mình cái thôi. Không biết sao. Đêm hôm đó về em có cái cảm xúc gì khác bình thường không? Thay vì cảm ơn ông chở tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này. Tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Là cứ thế là đưa đi đó, có chỉ đưa về thôi chứ đâu có đón đi đúng không? Dạ. Dạ. Thì một thời gian đầu là đầu chỉ đưa về giùm thôi, còn sau đó là xung phong luôn. Mà từ quận 10 là sáng 5 giờ sáng anh dậy anh chạy xuống nhà em anh đón em đi làm. Ở đâu lận? Dạ em ở gần bến xe miền Đông. Trời ơi gần ghê luôn. Rồi chiều anh lại chở em về, lại về ngược lại công ty ngủ 3-4 tháng liền liên tục như vậy á. Rồi đến bao lâu thì anh ấy mới tỏ tình với em?
Dạ chắc cũng tầm 3-4 tháng. Tỏ tình là ngày đó là ngày lễ. Mà ngày hôm đó em lại nghỉ làm nửa buổi á. Bữa đó là 20 tháng 10. Xưa cái là vừa tính đi thì xe lại hư. Cái không biết làm sao đi luôn nữa rồi. Mà bây giờ quà cáp hoa là đã chuẩn bị hết rồi. Ở trong công ty đó có một anh shipper nữa. Rồi anh lên năn nỉ, anh ơi làm ơn chở giúp em ra nhà Ngân đi. Thế là anh này cũng thương tình. Ừ tao chở mày đi đó, nhưng mà tao còn đi giao hàng, đi có việc nữa. Mày tranh thủ rồi về. Em hứa ừ 1 tiếng thôi, 1 tiếng rưỡi vậy ha. Là em đi lên đem hoa, đem quà lên tới nơi là tầm khoảng 6 giờ. Sau khi em hẹn với anh đó 1 tiếng rưỡi. Dạ quên luôn, cái anh shipper đang ngồi chờ với cục hàng. Thì em nói chuyện tới gần 1 giờ khuya. Anh cũng nhiệt tình là anh không dám về, anh sợ là bây giờ tao đi về rồi mà hồi mày về với ai. Mà cũng không dám gọi luôn đó, sợ phá tan không gian hay sao á. Trời ơi, shipper nào mà tâm Bồ Tát dữ không biết nữa hả. Mà đứng nói chuyện với 1 giờ mấy mà phụ huynh không ra la hả? Dạ, tại vì nhà em ngay cái hẻm cục á, là mẹ em đứng trong là thấy hai đứa đứng nói chuyện rồi. Ở trong lúc mà tụi em yêu nhau đó, ai là người ghen nhiều nhất? Ảnh ghen. Em là hình như là hầu như chưa từng ghen ở trong thời gian quen đó luôn. Ghen theo kiểu bình thường hay là ghen cuồng ghen hay ghen bệnh? Dạ, ghen cái này cũng hơi bệnh luôn á. Ảnh đổi làm cùng phòng với em để anh hỗ trợ phần mềm cho phòng kinh doanh. Mà anh thấy em nhắn tin với ai, anh nhìn cái nick Facebook mà anh nhìn cái hình đó anh biết bạn nào luôn. Anh truy được trên Facebook ra người nào luôn. Thì kêu em là em đang nhắn tin với ai. Em ra hành lang gặp anh gấp. Bây giờ anh cho em cơ hội em trả lời anh đi. Nếu anh thành thật anh bỏ qua. Em nói anh đâu có cần anh bỏ qua, đó là quyền cá nhân của em. Và em nói chuyện với bạn đó, đọc được tin nhắn lại biết không nói gì quá đáng rồi. Ghi qua ghi lại. Là cãi nhau. Cuối cùng. Sau đó một hồi là em tức quá không thèm nói nữa. Bắt đầu ảnh tự cáo gắt rồi la lối rồi. Xong bắt đầu nói nhỏ nhẹ. Em là suốt 4 tiếng đồng hồ em không nói chuyện với ảnh luôn. Xong rồi tới lúc ảnh tức quá rồi ấm ức mà nói cục mình á. Ảnh bị hạ canxi. Run bần bật lên mà có tướng to xác như vậy mà run xong. Ngất xỉu. Trời. Em tưởng vợ. Em tưởng ảnh giỡn, em không nghĩ là ảnh xỉu thiệt vì em không hề biết ảnh bị bệnh. Xong rồi em đi kiếm người lôi vô, từ hành lang lôi vô văn phòng. Cỡ nửa tiếng sau ảnh mới tỉnh dậy á. Oh. Mà sau đó chắc lẽ là không dám làm bất cứ điều gì. Dạ không bao giờ dám làm hoàng thượng giỡn. Nên là em cũng năn nỉ. Em năn nỉ sao em năn nỉ là anh ơi anh bỏ em đi. Anh đừng thích em nữa. Chứ bây giờ quen nữa rồi mốt giận á rồi anh bị gì em không chịu trách nhiệm được đâu em rồi, sợ. Rồi có xỉu nữa không? Dạ không, lúc đó là bình tĩnh rồi. Năn nỉ dỗ lại nó là em chỉ cần là anh có bực tức gì anh nói chuyện em chịu trả lời đi. Anh ừ, em ừ cũng được. Chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ủa nhưng mà hai em quen nhau bao lâu thì cưới nhau? 3 năm là tụi em cưới. Đi trước khi cưới có suôn sẻ không? Thật sự là tụi em không hề có ý định là sẽ cưới vào cái thời điểm đó. Để 1-2 năm nữa. Rồi anh nói là ba mẹ anh cũng hỏi. Em nói thôi bây giờ có cơ hội cho người lớn gặp nhau. Chỉ là gặp nhau cho biết để hai bên yên lòng. Mà em đâu có ngờ hai bên hỏi qua hỏi lại chừng được vài câu thôi là hỏi thôi giờ quyết định là cưới luôn đi, là chốt ngày cưới luôn. Thì ba mẹ anh này cũng mở tờ giấy ra nói có hỏi tự thử ngày sinh rồi, tìm được ngày tốt luôn rồi. Buộc là trong hoàn cảnh đó là phải chấp dạ, chịu chứ sao về phải chịu là nói dạ thôi, dạ đồng ý. Tại bây giờ không cưới nữa thì không quen nữa. Mà chính vì cái điều đó mà tụi em có bị stress hay là cái gì về cái vấn đề áp lực cái lúc cưới, bị nó cưới nhanh quá, cưới ngoài kế hoạch đó. Dạ. Thứ nhất là em ở dưới quê cũng là con một, mà nhà thì ba mẹ dưới này cũng hơi yếu. Thì nhiều cái vấn đề thời điểm đó ra mà làm cho vợ em cảm thấy căng thẳng. Nói chung em là người căng thẳng nhiều hơn ảnh. Ảnh là người luôn mà an ủi với lại đà động viên của em. Mình chưa có sự chuẩn bị tốt. Mà em lại nghĩ là cưới xong con một là phải về quê. Mà trong khi mẹ em ở trên này, mẹ em đang bị bệnh tim rất là nặng. Tức là cái thời kỳ của mẹ em là rất là nguy cấp rồi. Phải quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi. Bây giờ nếu mà lấy vợ, lấy chồng ở dưới đó con một đó, mình phải làm dâu ở xứ xa là thứ nhất. Rồi mẹ ở đây không biết như thế nào là cái trăn trở đầu tiên của em, là em lo lắng cho ba mẹ. Cái sau nữa là em thấy là công việc của mình hiện tại đang ở Sài Gòn và nó đang trên đà phát triển. Mà bây giờ mình về quê có quá nhiều sự thay đổi. Mình không biết là mình phải tập sống một cuộc sống mới, một môi trường mới như thế nào. Rồi bạn bè mình cũng nói nữa, trời tự nhiên giờ này đi lấy chồng, ai đâu lấy chồng giờ này. Rồi mình hoảng quá, dạ mình tự em tưởng tượng ra những cái áp lực đó. Cho nên là bị stress. Dạ. Mà cuối cùng thì cũng vượt qua đúng không? Dạ, tìm được giải pháp đúng dạ, không? Dạ, người mà giúp em vượt qua đó là phía nhà ảnh với lại ba mẹ ảnh. Nên là em rất là cảm động. Xong rồi em nghĩ là hình như mà mình tưởng tượng hơi quá rồi. Thôi vậy ổn thỏa. Vậy chắc hai người này lấy nhau rồi, chắc hiểu nhau hết rồi, chắc không ai có tật xấu đâu hả? Cái mà em cảm thấy mà khó chịu nhất á là cái thói ngủ. Ngủ hả? Ham ngủ. Sáng đi làm, phải đi làm sớm này cũng hơi xa. Kêu vợ dậy mà phải kêu trừ hao á. Là 7 giờ rưỡi đi làm phải kêu từ 6 rưỡi. Chỉ lăn qua lăn lại, trảo cho đều. Những ngày thứ hai cũng liên quan tới ngủ. Là nằm mơ. Cái đêm nào mà nằm mơ giấc mơ đẹp á thì cuộc sống em bình yên lắm. Cái hôm nào mà nằm mơ thấy em đi uống cà phê
đi nhậu hoặc đi với con nào con kia, tự những cái con đó tự tưởng tượng ra nha, là sáng phải năn nỉ từ sáng tới chiều luôn á, tại giận. À, chứ vậy là không đang ngủ mà là ghen mộng, có nghĩa là ham ngủ nè với bị mộng ghen. Dạ. Em mong muốn thay đổi gì trong hai cái đó? Em chỉ muốn là sáng đi làm mà đừng có lăn nhiều quá được rồi. Tức là đừng có ngủ nướng nữa. Dạ. Đừng có ham ngủ nữa. Dạ. Còn mộng ghen sao? Ghen thì thôi, cái đó thú vị, thì dễ thương đúng không? Cũng dạ. Thú vị. Rồi tới em đó là anh có cái tật rất là ghê luôn nha. Ăn xong thì mình tiêu thì mình ở là được rồi. Cái này ở cũng giỡn mặt người ta, ở liên khúc chừng chục cái vậy đó. Em nói là đừng có làm như vậy nữa. Là ngồi đó mà mắc ở á. Em hả? Anh em mặt ở. Mà anh bầm đỏ luôn á. Trời ơi. Trời ơi, em lại tưởng là mắc nghẹn hay là sắp gì rồi. Bắt đầu mọi người lại dồn sự chú ý vào ảnh. Ảnh đã không muốn tuôn trào như núi lửa rồi mà mọi người lại đang nhìn chằm chằm vô mặt ảnh nữa, né đường nào được mà né. Sau một hồi là ụt ra một cái. Trời ơi, cái mặt mũi em không biết giấu đi đâu luôn, muốn dẫn ông về ập cái mâm cho ổng cho cái anh luôn á. Trời. Rồi còn gì nữa? Thì ảnh đã nói là bất cứ đâu anh đi tới đâu hoặc anh làm cái gì cũng phải có em. Từ ngày quen em cho đến cưới là đã 4 năm như vậy rồi. Rất là phiền á, em thích thoải mái tự do, em muốn là... Em không cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc tức là nó chừng mực thôi. Còn cái này là 100% mọi hoàn cảnh. Bây giờ anh có đi sửa một cái món đồ vậy em cũng vẫn phải ngồi trên xe. Xe mà không ôm em là giận ảnh. Bây giờ không ôm là em đang giận anh đúng không? Em đừng có muốn anh gây lộn ở đây, anh xỉu đây nha. Trời. Dạ, rồi. Đúng là kiếp trước chắc em là cái cục ngọc của ảnh đó, xong bị người ta cướp á. Ra bây giờ em đang ở trong một cái thời điểm mà hạnh phúc nhất của một cái người phụ nữ. Tại vì mình có và mình có nhiều như vậy, thành ra mình nghĩ rằng cái đó nó bực bội. Đến một thời điểm nào đó đó thì cái việc đó em không cần mong muốn thì anh cũng sẽ phải giãn ra. Thứ nhất là áp lực về công việc hoặc là cái chuyện con cái. Thành ra là theo chị nghe thì em cứ enjoy cái đó đi. Đó, còn sau này nếu từ từ mà anh bắt đầu lơi ra để anh lo cho công việc thì lúc đó em phải chuẩn bị sẵn tinh thần là đó là điều em mong muốn. Còn cái vấn đề mà chồng em mong muốn là bớt ngủ hả? Chắc chắn là bạn vợ cũng sẽ thay đổi thôi. Bây giờ bạn đương được tận hưởng cái điều đó thì bạn cứ cho bạn tận hưởng đi. Đúng không? Anh chúc hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Và năm sau sẽ có một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Dạ, đúng rồi. Xin chào. Kêu là 3-4 đứa con trai mà cua đứa con gái kỳ quá. Nên là thôi bỏ luôn. Cho tới 6 tháng sau thì anh này mới bắt đầu. Anh này thì anh hay kể là anh ở nhà anh nấu ăn. Rồi anh nấu nước cho mẹ tắm. Em nghĩ là anh này con trai vậy á cũng khó kiếm. Mà biết nấu nước cho mẹ chắc thương mẹ, chắc sau này thương vợ. Nên là đặc biệt có cảm tình với anh luôn lúc đó. Có lần em mệt quá anh. Hôm nay em bệnh, anh giặt đồ giùm em đi. Em mệt hả? Thôi đồ để mai giặt đi em. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn bộ khán giả đang có mặt ở trường quay. Em tự giới thiệu em là Mai Văn Huy, 29 tuổi, hiện đang làm bảo trì cho một công ty. Em đến từ Đồng Nai. Thế còn em? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại thì em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. Cũng ở Đồng Nai. Dạ em vợ của anh nên em về Đồng Nai ở luôn. Ừ. Hai chồng từ Đồng Nai lên đây. Dạ. Rồi hai em là lần đầu tiên gặp gỡ là ở đâu? Dạ lần đầu tiên là tụi em gặp nhau ở trong cái đám cưới của một người bạn á. Ảnh là bạn của chú rể. Còn em là bạn của cô dâu. Hai tụi em là đi bưng quả. Ảnh lại phụ rể. Em nhìn qua thì thấy ảnh cũng đẹp trai. Trai đúng không? Dạ. Mà ảnh cũng lịch sự lắm. Ít nói, con trai ít nói thì em thích. Thế còn Huy thì Huy có đĩa cô này không? Dạ nói chung là mới đầu thì cũng có ấn tượng. Em ngó sang bên thì thấy cô nào cũng xinh hết. Nhưng thấy riêng cô này thì mặt đỏ ke. Đánh mà không bị lố hay dạ, sao? Không, uống chắc cũng uống cao thủ á. Dạ. Định nổi đó. Thế là em mới xách bia qua mời. Thì mời được có một ly mà bị quất lại hai ly luôn. Thế là em choáng quá, chạy về luôn. Đổ mạnh. Cho cái máy đến tận gần lúc về mới dám qua xin số. Mới xin về bàn thôi mà bao nhiêu thằng nó bu lại. Nó xin. Mày mới cho không? Dạ, có cho. Bạn đi 6 tháng sau, ảnh mới nhắn tin cho em là do sĩ diện. Kêu là 6 tháng luôn hả? Dạ, kêu là 3-4 đứa con trai mà cua đứa con gái kỳ quá.
Nên là thôi bỏ luôn. Cho tới 6 tháng sau thì anh này mới bắt đầu. Sao mà phải đợi tới 6 tháng sau? Vậy nói chung là em cũng tải Zalo về á, có số trong đó sẵn rồi nên nó tự trend vô. Thế là em thấy cô này con quen, thế là em mới gửi một cái sticker hello, ai ngờ chắc đang on, gửi lại luôn. Thế là nhắn qua nhắn lại chắc hơn một tháng á. Thì hôm đó là 30/4, cô ấy xuống dưới Đồng Nai chơi. Thế là em ghé nhà ảnh, tổ chức ăn uống ở nhà ảnh á. Xong bọn mấy đứa cao hứng dắt nhau đi Vũng Tàu. Ổng chạy ghê lắm chị ơi, em ngồi sau mà về là em ngồi sau là em khiếp luôn. Là cái cố là... tình để em ôm chặt á. Có gì không? Dạ không. Không gì, kia... thôi đừng chối ông ạ. Cái chiêu của mấy ông là tôi biết hết trơn. Hoặc là phóng nhanh hoặc là chui ổ gà. Cái là em cứ đòi về, cái ảnh hứa là thôi thôi em cứ ngồi đi, anh chạy chậm lại. Cái rồi rảnh lắm đi xuống Vũng Tàu, đánh một vòng cái đi về vậy á. Vậy đó, ừ, đi yêu về. Nhau là chỉ cần ngồi xe vậy thôi mà. Nhưng mà đi với một đám bạn luôn chị. Thì chính vì đi đám bạn mới vậy đó. Chứ nếu đi mình là ở lại Vũng Tàu rồi. Trời đất ơi, đúng không? Điên. Cái đi về, cái ghé vô một cái quán bánh canh á, cả đám ngồi ăn. Thì em cũng nói là thôi cái kệ cái chầu này để em trả đi. Tại vì nguyên ngày nay em ăn free rồi, thôi cho em trả đi, em ngại quá. Cái mấy anh bạn thôi đừng để đó tụi anh trả cho. Anh này rút bóp liền, trả liền, ngăn liền. Dạ, anh Huy trả. Xong rồi đó, em mới con trai thì nói gì làm luôn đi. Em nghĩ anh này cũng có cái tốt, cũng có cảm tình. Lý do đó là nhờ cái quán bánh canh. Đúng rồi. Kể từ cái chầu bánh canh đó cho đến lúc yêu nhau đó, lúc mà chính thức yêu nhau đó là bao lâu? Dạ thì khoảng hơn một tháng sau, trúng cái sinh nhật của em. Nghe là anh kêu thôi anh lên chơi, tổ chức sinh nhật cho em. Thì ngày hôm đó thì em cũng đi chơi với công ty, anh chị cũng tổ chức cho em. Cái là uống cũng hơi say say. Cái anh này lái xe từ dưới Đồng Nai lên á, đợi em ở ngay nhà trọ. Em về là trong cái trạng thái là xỉn em rồi. Dạ say rồi. Cái em đi lên mà em nhìn anh này không có rõ nữa. Em rồi lúc đó cái cảm giác em sao? Dạ em nhìn thấy trời ơi, mặt cũng đỏ ke như hồi mới gặp. Dạ, thế là em chiều lên phòng trọ mà trên lầu 2 là có làm gì không? Dạ không. Em xem nó để ta từ từ. Không, lên đó thì em chỉ nói là anh ơi em mệt quá. Cái là em ngủ thôi. Ngủ một giấc từ 12 giờ tới 5 giờ luôn. Để em ngồi đợi vậy đó. Lúc lại dậy phải chắc đi ói nữa. Có hốt ói không? Dạ có. Đó, thấy chưa? Lên mà hốt mâm luôn. 5 giờ chiều hôm đó thì em cũng ráng em dậy. Thì em cũng ngại. Mà em cũng có hẹn bạn chơi nữa. Xong tối hôm đó dắt anh này chung với cái đám bạn của em. Có nhậu nữa không? Em nhậu không nổi nữa, mấy bạn vẫn uống. Anh này uống. Cái là tới 11 giờ khuya, cái là anh chở em về phòng trọ, cái ảnh về lại Đồng Nai. Chị muốn hỏi em nè, cái cảm giác của em khi mà em thấy vợ em mà uống dữ dằn vậy đó, rồi ói mửa vậy đó, em có cảm giác là em muốn dừng lại không? Dạ, cũng cái lúc có đó, em nhìn thấy con gái xong mà ấy quá, quá lố ấy. Uống đồ dữ quá, nói chung về cũng nản nản. Là bữa đó là anh về anh muốn bỏ cuộc rồi. Ừ. Cái hai đứa cứ nhắn qua hỏi thăm, nhưng mà hồi hai đứa nói chuyện nó cũng hợp nhau á chị. Anh này thì anh hay kể là anh ở nhà anh nấu ăn, rồi anh nấu nước cho mẹ tắm. Em nghĩ là anh này con trai vậy á cũng khó kiếm. Mà biết nấu nước cho mẹ chắc thương mẹ, chắc sau này thương vợ. Nên là đặc biệt có cảm tình với anh luôn lúc đó. Cái thời gian tụi em yêu nhau thì yêu xa mà một tháng thì gặp nhau có 2 lần. Cũng có nhiều lòng mình tuổi thân. Thấy người ta chở người yêu đi rồi tặng hoa rồi các kiểu, mà sao mình Đồng Nai với Sài Gòn cũng đâu có xa lắm đâu chị. Nhiều khi em nghĩ là có khi nào mình đi làm về á, cái 8 tháng 3 cái ổng đứng đâu trước ngõ nhà mình rồi. Cái ổng một bó hoa, ổng chờ mình ở đó. Trời ơi, Hạnh nghĩ vậy thôi. Có khi nào ổng vậy không? Cứ chờ. Ai ngờ về nhà không có gì hết. Cái lên gọi điện cho ảnh. Anh ơi, anh biết hôm nay là ngày gì không? Ảnh kêu, ngày gì vậy em? Ngày gì mà anh thấy bán hoa quá trời luôn. Mình nghe mình thấy bực bội trong người. Cái là em sạc cho một trận. Em khóc sầm lên. Cái là sau đó là mới rút kinh nghiệm là lãng mạn hơn chút xíu. Rồi yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ tụi em quen nhau chắc được hơn 1 năm ấy. Rồi hai đứa thấy cũng hợp. Rồi lén rủ nhau đi chụp hình cưới.
giả đò đi chụp hình cưới thôi mà về cưới luôn vậy đó. Vậy là em chưa kịp đỡ tay rồi hình cưới có rồi đó, bây giờ là cưới thôi. Cưới luôn à, dạ. À, rồi cái đêm tân hôn có lãng mạn không? Cái ngày hôm đó ai mời cũng uống hết vui quá hay sao á, đã vậy còn hả đi chân không, quần thì sắn ống cao ống thấp, trời thì mưa, đi chân không lết một lớp đất vậy nè anh. Tới rồi cái xong say leo giường ngủ, trời ơi em lên em thấy cái cảnh mà em muốn bỏ luôn á, hiếp gì đâu á, đêm tân hôn là thảm hại lắm, cũng chèo queo tới sáng luôn. Vậy đó, rồi cưới nhau về thì anh ấy có nhiều cái tật xấu lòi ra không? Tật xấu của ảnh là ngủ bất chấp á anh. Thứ nhất là nhậu về là không bao giờ tắm, bay lên giường là ngủ luôn. Từ lúc em về là em phải tống vô nhà tắm, em khóa cửa lại, rồi trong đó làm gì làm, bước ra cho em lại thơm tho em mới cho lên ngủ. Tiếp đi rồi, em ảnh hả là ngủ bất chấp, ngủ đứng, ngủ ngồi, ngủ ở cầu thang, ngủ ở ghế, ngủ ở dưới đất, ngủ ở đâu cũng ngủ được. Trời đất ơi, cơn ngủ đâu mà ngủ lan làm vậy hả? Ảnh có cái nữa là không bao giờ giặt đồ. Hồi xưa nói chung là hồi xưa trước giờ là không có giặt đồ, mẹ giặt, nấu ăn nè, rửa chén thì chịu, nhưng mà mỗi lần mà kêu anh ơi anh vô giặt đồ đi, không, anh không thích giặt đồ. Có lần em mệt quá, anh hôm nay em bệnh, anh giặt đồ giùm em đi. Em mệt hả? Thôi đồ để mai giặt đi em. Ủa nhưng mà là giặt tay hay là giặt máy? Dạ hiện tại tại có hai vợ chồng với mẹ không có nhiều đồ nên em giặt tay, giặt thôi. Tay thôi. Có con thì hãy mua máy giặt. Có nghĩa là em bệnh ha em? Ừ, thôi đồ để mai giặt. Em nói đi, bây giờ tới em đó, em nói đi, nãy giờ thấy em cười không à? Vợ em thì được cái là rất là nhát nấu ăn. Đó, thấy chưa? Lười không nấu ăn. Đâu em. Bên đây lười giặt đồ, bên đây lười nấu ăn, ta phải có qua có lợi chứ. Lười ăn nữa cơ. Lười ăn luôn. Dạ, lười ăn nên gầy. Ừ. Dạ. Rồi có cái tật là hay cào cấu ấy. Cào cấu trong lúc nào? Nói chung là nó có nhiều lúc đó nghe, có những lúc cào cấu tôi thích lắm á. Nó cào cấu trong lúc nào? Bằng đêm hay bằng ngày? Nói chung là mọi lúc mọi nơi á. Ồ, lúc nào cũng cào cấu luôn á. Bực bực nói gì đó, bực bực là cấu nhéo không à. Em có bao giờ mà bị thương chưa? Dạ có coi, chảy máu luôn á. Trời ơi. Rồi còn gì nữa? Dạ ngủ thì hay kiểu như là vách chân vách cẳng lung tung á, xoay lung tung hết. Nhiều khi ngủ thấy khó thở á. Mở mắt ra thấy mình cái giò. À, thường xuyên không? Dạ cũng hay lắm ạ. Tự nhiên đang ngủ tự nhiên thấy núi đè. Rồi còn gì nữa? Dạ có còn là hay kiểu như là mua đồ ấy ạ. Mua đồ nói chung là không kiểm soát được. Dạ, thích gì là mua đấy. Là một nhà luôn. Giày dép là hai kệ, để không hết. Quần áo cũng thế. Dạ đến khi mà đi đám tiệc hay gì đó cũng kêu là em không có đồ để mặc. Tiệm shopping. Bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? Nói chung là nấu ăn thì em nấu cũng được. Em chỉ mong sao mà ăn nhiều một chút. Với cái vấn đề chi tiêu á thì mình cũng biết hạn chế một chút. Cái gì cần thì mua. Có kế hoạch đó. Thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong Bin vẫn giữ mãi như bây giờ. Tới hồi mà có con á thì mình phụ qua phụ lại, như giặt đồ mình không thích thiệt, nhưng mà sau này vợ làm cái này thì chồng làm cái kia, ảnh phụ em cái việc trong cái việc chăm sóc con nữa. Mà tiền ai giữ nè? Dạ tiền thì cứ tới lương là ảnh chuyển hết qua tài khoản em. Thì gì chuyển rồi. Trời ơi đó, bởi vậy tại sao hỏi câu cuối cùng là chết chốt hạ cái chỗ đó đó, đúng là phải có cái kế hoạch chi tiêu. Hiểu không? Yeah. Đã nghĩ tới chuyện có em bé rồi mà không có kế hoạch chi tiêu là chết. Mai mốt còn đồ em bé nữa, ghiền lắm luôn, thiệt. Nhưng phải có kế hoạch, em hiểu không? Thôi chúc cho hai vợ chồng em luôn vui vẻ, thuận thảo nghe. Và mau chóng có em bé. Dạ, yeah, em cảm ơn anh chị nhiều. Rồi, cảm ơn tụi em. Dạ. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Kiểu làm giá mấy tháng trước thôi chứ thấy ông này khoái mộ. Dạ, đêm động phòng thì ổng nói là sáng mai có lớp. Rồi thôi cho ngủ luôn đi. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hành nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Xâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên.
chào hai em. Dạ chào anh chị. Hai em có cái gương mặt bầu bỉnh nhìn nó hao hao giống nhau á. Như cô dâu có. Dạ có em bé. À. Có em bé hả? Wow. Dạ em bé của em được 4 tháng 3 ngày rồi. Tụi em cưới nhau được 2 năm. Thì cái ngày mà kỷ niệm ngày cưới là em tặng cho ông thằng này. À, quá tuyệt vời ha. Kính chào chị Hồng Vân, kính chào em Quốc Thuận và quý khán giả. Trước tiên em sẽ tự giới thiệu, em là anh Khoa, em 30 tuổi và hiện đang là giảng viên trường đại học quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em tên là Huỳnh Kim Hiền, em sinh năm 91. Thì hiện tại là em đang có công việc kinh doanh mỹ phẩm. Cách đây khoảng 4 năm thì dẫn ba mẹ em đi chơi. Em cũng xách máy chụp hình, em đi dạo dạo chụp hình cho ba mẹ này nọ. Vợ em thì lúc đó cũng đang đi chơi với bạn bè. Và lúc đó là vợ em làm người mẫu cho bạn bè luôn. Thật ra giờ em mặc đồ rất là lồng lộn, rất là đẹp. Thật ra em mới để ý. Thì lúc đó thì em gặp anh này em có ấn tượng gì về anh không? Thấy hồi mà em đi chụp cũng nhiều lắm rồi, đâu thấy tự nhiên có một thằng nào chạy tẩn 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 lại. À, nãy anh có chụp của em mấy tấm hình nè. Thế nói ủa cha nào vô duyên tự nhiên chụp người ta đã chạy lại làm quen. Dạ, cái xong thì ảnh đưa cho em cái nem kẹt á. Rồi cái anh chạy đi mất tiêu. Mắc cỡ hả em? Của mình cũng thấy mình cũng vô duyên thiệt. Tại vì em thấy bạn này là em bị hớp hồn liền, yeah, đúng không? Bạn đúng đẹp không? Quá trời mà. Nói chung là cũng lần đầu tiên mà làm chuyện đó. Rồi em nhận nước cà visit rồi sau đó có liên hệ với anh không? Do là mình cũng chảnh á. Thì kiểu thấy ông này ổng dạng thư sinh rồi không phải là gu của em. Rồi cái mấy người bạn đi chung á thì chạy lại cái giật cái nem kẹt của em. Lê Ngọc Anh Khoa nha. Thạc sĩ nha, đại học quốc gia nha, quốc tế nữa. Cua đi mày được á, được á. Cũng quay trở về cái thời mà yahoo.com là alo, xin chào anh làm ơn cho em xin mấy tấm hình, vậy đó. Rồi cái tưởng đâu không trả lời lại, nhẹ cũng nhắn tin, cái ảnh cho số điện thoại. Thế nên chừng nào mà em muốn đi chơi hay là muốn cà phê á, thì nhớ cho anh cơ hội. Rồi cái xong cái kiểu mình cũng nhá xi nhan, bật đèn xanh lên rồi. Rồi cái thế là từ đó về sau ngày nào đi làm về 5 giờ cũng thấy ổng trước cửa nhà mình. Đến khi nào em mới quyết định tỏ tình với cô? 4 tháng sau thì trong một dịp em đi công tác của trường là dẫn sinh viên đi Managui. Còn bạn giờ em thì cũng tình cờ là cũng có đi chơi với bạn bè ở Đà Lạt. Lên Đà Lạt. Đúng rồi. Trốn trại mình đi. Trốn trại. Đêm đó lên Đà Lạt. Cái mấy anh mấy chị thì có cặp rồi chạy xe máy đi, có cặp có đôi, còn em chạy cũng chạy xe máy mà vòng hồ Xuân Hương mà bữa đó mưa lất phất nữa, lạnh muốn chết luôn. Tự nhiên cái thấy ông này ông kéo cái vali ông sợ ông đi tới. Kiểu bất ngờ luôn á. Thế là cũng đi về khách sạn, qua ngày hôm sau thì đi chơi. Thì anh này anh mới hẹn đi ra ngoài, anh hỏi là thôi lên đây có hai mình thôi quen anh đi. Thế mình thấy thật ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e, kiểu làm giá mấy tháng trước thôi chứ thấy ông này khoái mồ. Thật ra lúc đó thì cũng chưa trả lời gì đâu, nhưng mà lúc mà lên xe rồi thấy tự ôm eo rồi này nọ thì là biết rồi đúng không? Ảnh cầu hôn có lãng mạn. Cầu hôn ngay tại nhà mà nguyên sớm kéo lại luôn. Ủa vậy hả? Kéo lại chị? Thì cầm cái nhẫn ra quỳ hoài, mà lúc đó em đang em tám với mấy bà chị. À. Quỳ hoài cái mấy đứa nhỏ mới nói cô Hiền, chú Khoa cầu hôn cô kìa. Nhà em thì ở giữa hẻm. Cái là đám chạy đầu hẻm, đám chạy cuối hẻm, nó lôi ông già bà cả ra nguyên một xóm luôn. Tại vì là anh em anh quỳ trước. Ông quỳ. Tại vì người ta là đối mặt rồi. Em dạ, mới đồng ý lấy dạ. Đâu em quỳ thử cho anh coi. Mọi người có muốn coi cứ để anh quỳ. Nhiều bó hoa đi dạ, đó rồi. Quỳ coi. Quỳ quỳ vậy mình... đó. Dạ quỳ vậy đó anh. Tặng vậy thôi đó. Thôi đi, trả qua lại. Rồi quen nhau 2 năm quá, có nói là thời gian dài chứ đúng không? Dạ. Rồi cưới nhau thì đêm động phòng vui không? Dạ đêm động phòng thì nó ổng nói là sáng mai có lớp rồi thôi cho mình ngủ luôn đi. Ủa mà đêm động phòng là đêm quý giá mà. Dạ tại vì em là có đám hỏi nữa. Trong cái thời gian mà đám hỏi, sau đám hỏi đó là cũng đi Đà Lạt, rồi đi Đà Nẵng, rồi cũng kiểu như là cũng bút phòng, nhưng mà bút phòng 2 giường. Xong rồi sáng hôm sau không biết sao cùng giường, không biết
ứng tạm ứng rồi gì dạ, ứng tạm ứng rồi. Rồi. Rồi sao mà tự nhiên mò qua vậy? Lạnh anh là đi Đà Lạt lạnh. Chung ở Đà Lạt mà anh mò qua em mò qua sao em mò qua em biết không chứ là mở đầu là ngủ chung à. Rồi sau từ từ máy tính ABCD tới giáp à từ A tới S đúng không à. Cái sau khi cưới có chuyện thật ra là từ hồi mà mới yêu cho tới mà lúc mà cưới á, lúc nào em cũng ghen chứ em là ghen Chúa luôn á. Mà thì lúc trước khi cưới á thì cứ lâu lâu chừng 2-3 ngày á là sẽ có một cái tin nhắn ghi là bảo tiên mà không có dấu thì nó hiện lên thôi chứ nó không có hiện nội dung. Rồi xong rồi tới hồi cưới nhau anh nghĩ đi 5 giờ sáng bảo tiên, 12 giờ khuya bảo tiên, qua ngày này cũng bảo tiên, qua ngày sau cũng bảo tiên. Phải làm lòng lộn lên hỏi bây giờ là đứa nào, nói đi. Tiên trong, là con nào? Tại vì dạ. Trong đồng nghiệp thì cũng có cô giáo tên là Tiên. Em nói là tổng đài nhắn thôi. Cái vậy cuối cùng bảo tiên lại. Dạ, mobile. Anh thử mà không bỏ dấu con nữa là sao? Bao tiền? Báo tiền. Báo tiền. Cưới về tụi em ở với nhau là bao nhiêu lâu rồi? Dạ 2 năm 2 tháng. 2 năm 2 tháng. Vậy thì anh ấy có tính xấu gì không? Dạ tính xấu thì nhiều lắm anh, nhưng mà đặc biệt là tính xấu mà em nói thiệt là em chỉ không được mà ảnh cũng không chỉ được luôn. Muốn làm gì? Là chiều em quá trời. Ông chiều xong rồi ông quay ngược lại, ông nói cái đó sai đó. Nhưng mà cũng chiều trước, rồi sai xong tính sao. Chứ lại là gái. Tức là ảnh thì ảnh làm việc phi lắm. Anh làm việc xong mà lúc đó em ngủ rồi thì ngủ sai rồi thôi kệ không sao. Rồi cái sau này á, bắt đầu em có em bé rồi cái giấc ngủ nó cũng chập chờn á. 1 giờ ông kéo cho mày tới 5 giờ sáng rồi em thức luôn. Cái kêu em á là chừng nào anh ngái á em quay qua em quýnh anh. Em quýnh đâu được mấy ngày mà ghiến mệt luôn. Hai cái tật xấu này không biết sao mà nói luôn. Tại vì cái ngái đâu phải tật xấu. Còn bác gái có điều gì xấu không hả bác trai? Thì đâu dám nói. Trước giờ dễ thì ra gì? Ngoài đường thì em cũng ít khi nói xấu vợ lắm. Mà hôm nay thì đây là cơ hội đấy em nghe. Thì hôm nay thì nói nhưng mà cũng thật ra là chuyện xấu này cũng tại em thôi. Như hồi nãy đó tại em chiều vợ quá. Ví dụ có những cái công việc cũng đơn giản thôi nhưng mà cũng muốn sai phải sai mà là có nghĩa là giờ nói tóm lại là sợ không dám nói cái chữ làm biếng đúng không? Dạ. Giống như bục vì hổng thiên á thì chung là em cũng nhìn xa cũng có những chuyện mà em cũng muốn khuyên nhưng mà nếu mà người ngoài nói vô thì vợ em nghe còn em nói thì vợ em không nghe không chịu nghe liền. Dạ. Nghe liền. Cứng đầu. Dạ, cứng đầu lắm. Về kinh tế gia đình thì ai là người nắm giữ tiền thì anh của anh giữ của em giữ. Dạ. Tại vì nói chung là hồi lúc mà mới cưới nhau được 3 ngày á là cũng nảy lửa vụ tiền bạc này rồi. Dạ. Nên là từ đó về sau là thôi kệ cha nó luôn. Đó là xung đột về vấn đề như thế nào? Ở dưới quê em á là khi mà một người con gái đi về nhà chồng rồi á thì tất cả tất tần tật các chi phí á là nhà chồng sẽ lo hết cho người vợ. Thì ông này ông mới nói là thôi bây giờ mình có cái quỹ chung đi, mỗi tháng góp vô nhiêu như góp vô 2-3 triệu gì đó. Cái em nói không, tại sao phải góp? Mà em nghĩ là tự nhiên cưới người ta về rồi bắt người ta đóng tiền ghét không đóng, nhưng mà tới giờ thì chồng em tự lo hết rồi, em cũng không cần đóng luôn. Khi mà nghe những cái lời đề nghị của anh bực bội lắm anh, tiền mẹ còn phải cho mình thêm nữa mà tại sao mình phải đóng cho chồng vậy đó. Mình nghĩ là cái tiền đó là cái bổn phận là mình phải sốc đúng không? Dạ sốc lắm. Đó thì em nghĩ là vậy gì làm thêm thì ra tiền thì tiền đó sẽ đóng vào để mà mình thấy là mình có trách nhiệm với gia đình, bởi vì mình không có đủ cái thời gian để mà mình lo cho gia đình thì mình có chi gì đó để mình thấy là mình có trách nhiệm gì đó với gia đình chứ không phải là đi làm không rồi về rồi không có sẵn đà nói luôn mong muốn chồng thay đổi gì đi. Thật ra thì em muốn nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ không bao giờ em làm được, tại vì em muốn là ổng bớt chịu em, nhưng mà ổng mà không chịu em sẽ lồng lộn lên. Không thì bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nghe lời chồng hơn thì nói chung là không phải nghe lời mà là tiếp thu lắng nghe. Chị nghĩ là như nào, cái chuyện mà chồng chiều mình á cứ để vậy đi. Yeah. đừng có nói anh thay đổi. Yeah. Nhưng về phía mình thì mình sẽ tự thay đổi. Yeah. Có nghĩa là chiều những cái đúng thôi. Yeah. Còn những cái mà không đúng mình tự mình sửa. Em thì chị nghĩ là em nên có một cái gọi là gì, lập trường nó kiên định một chút. Yeah. Xíu,
và một cái cá tính nó tương đối là gọi là độc lập một chút xíu với vợ. Để cô ấy thấy là ngoài cái vấn đề em là trụ cột gia đình thì em còn là một cây tùng, cây bách nữa. Xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, và chúc cho mẹ tròn con vuông. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị. Mình nói chuyện không à, mà anh không có nói chuyện. Anh cứ mắt anh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Ồ, anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà thôi. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu, mà anh này hả ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Xin chào anh Quốc Thuận và dạ, chị Hồng Vân. Dạ, em tên là Nguyễn Trung Trực. Năm nay em 30 tuổi. Tại em đang làm nhân viên quản trị mạng. Em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Em tên là Tô Thủy Tiên. Em năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh shop thời trang quần áo trẻ em. Và em đến từ Biên Hòa. Rồi, hai em gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em có một cô bạn thân mở một cái studio áo cưới. Hôm đó thì em lên cái trang Facebook của cô bạn thân em á, thấy cô này sao mà nhìn trắng, nhìn múp múp thấy ghét quá, nhìn ngon ngon. Lúc đó là em cũng xin bạn em là thông tin của cô này là để lên làm quen. Em thì lúc đó đâu có thèm để ý ông này đâu. Anh này anh thì nhắn tin thì em cứ kệ, hoặc là đã xem vậy thôi, còn mấy thì cứ mờ rồi không rảnh đâu, không đi. Hình như do lúc đó là vợ em có nhiều trai theo lắm nên chặn. Không phải, tại em thấy anh này ảnh lạ quá, mà trai đâu tự nhiên vô nhắn tin người ta thì thấy cũng chắc anh này là cũng hay gạ gái gì kiểu vậy lắm nè. Rồi em tấn công tiếp theo nữa là như thế nào? Tại xưa giờ em cô gái là ít có cô nào mà lọt lưới em đó. Em cứ nhắn tin vậy đó, khoảng tầm 2 tháng sau á, cô này nhắn tin cho em, hỏi đang làm gì vợ, rảnh không, đi chơi không. Không phải là vậy nè, cái hôm đó là đêm trung thu mà em thì có gọi điện thoại cho mấy bạn là đi chơi trung thu, mà lúc đó hình như là đa số là mấy bạn đi chơi có bồ hết rồi, cho nên là em cũng muốn đi ra đường lắm, mà giờ tự nhiên ở nhà buồn quá mà chơi. Dạ đúng rồi, cái thấy anh này anh đang on trên Facebook á, cái em mới hỏi là anh ơi rảnh không, đang làm gì vậy? Đi uống nước nha. Thì ông này ổng chắc khoái quá, đồng ý lâu lắm rồi cưng. Dạ, đúng 2-3 tháng rồi. Em với ảnh uống nước thì ngồi đối diện nhau, mà ảnh thì ngồi cứ dựa lưng vô ghế như thế này, xong rồi cứ mình nói chuyện không à, mà ảnh không có nói chuyện. Ảnh cứ mắt ảnh cứ tia mình từ trên xuống dưới, đảo lên đảo xuống. Ồ, anh nhìn ghê lắm, nhìn từng chi tiết luôn. Em mới thấy là cái ông này hả, lần đầu tiên mà vừa gặp mình mà đã hả, như là vừa già mà kiểu mà cứ nhìn con gái người ta cứ nhìn từng nhìn xoáy dạ, vô rồi. Mà nhìn, dạ, mà nhìn những cái chỗ mà hiểm hiểm không mà thôi. Cho nên là thấy khó chịu cho nên đi dạ, về đúng rồi. Sau rồi mình nói ông này về là không được rồi, thôi dạ bộ nói là hả, thôi nhà em bận rồi, thôi em đi về đi, anh chở em về. Là bao lâu rồi mới có lần đi chơi thứ nhì? Bữa hôm đó là em đang ngồi ở nhà thì bạn thân của em với vợ em á là đi uống nước, xong bắt đầu là bạn thân em mới nói với vợ em á, thôi kêu thằng Trực ra cho nó trả tiền. Anh này anh có cái tật là anh không có bỏ từ lần đầu cho tới lần thứ hai luôn. Lần thứ hai là do là em có mặc một cái áo nó hơi là trễ cái cổ một xíu, thì cái cổ áo nó hơi có hở ra xíu, mà anh này hả ảnh ngụy trang bằng cách là đội cái nón lưỡi chai để che cái cặp mắt anh nhìn tia như thế này. Là sau này cưới rồi ảnh mới nói trời bữa đó anh thấy trời ngon lắm em ơi, ngon lắm. Trời ơi tội em quá. Wow. Okay. Sau này mới thổ lộ cái điều đó. Dạ đúng rồi. Ủa em Thuận sao em té vậy, bộ đồng cảm ơi. Không phải đồng cảm. Em đi chơi vợ em cũng vậy đúng không? Không, lúc đó em đeo kiếng đen. Đó thấy chưa. Sau này vợ em mới nói là em là thích trâu già thích gặm có non. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi?
Dạ em cưới được 5 năm rưỡi rồi. Tụi em là em bé được mấy tuổi rồi? Dạ em bé em năm nay được 9 tháng. Bây giờ tụi em là ở nhà riêng hả, ở chung với ba mẹ bên nào? Dạ ở riêng, hai tụi em đang ở riêng với nhau à. Rồi lúc mà cưới xong rồi tách ra riêng vậy là có nhờ giả gì được ông bà nội bà ngoại không? Hồi dạ. lúc mới cưới thì nhà hai đứa nói chung là chỉ có cái giường với cái tủ thôi, với một cái quạt nữa, nói chung là trống lắm. Hai vợ chồng cứ dụ như anh chở em về nhà ngoại đi, cái hay cái gì, cái chén, cái đũa, cái muỗng. Xin. Dạ không, không có xin. Im bỏ túi lụm đem về. Rồi qua nhà nội thì rinh gì về? Thì thấy nhà nội có cái quạt hay cái tivi hay cái gì mà dạng như nội không xài thì nói anh xin mẹ lấy cái đó về mình coi tivi đi. Xin tivi? Dạ. Có xin máy lạnh không? Dạ có xin máy lạnh luôn. Cái gì dư ra là xin hết anh. Cuối tuần là về nhà ông bà ngoại ăn sáng. Rồi trưa đến mà ví dụ như kêu thôi hôm nay tiết kiệm tiền đi chợ thì ở nhà ăn bám luôn. Vậy trong tuần là qua nội, còn cuối tuần thì về ngoại. Rồi bây giờ thì tật xấu của vợ em là như thế nào? Tật xấu của em lớn nhất là lười tắm. Tại hồi mà lúc mới quen á là em thì cũng gần lúc đó gần cưới rồi thì có ngồi nhậu với ông anh, gọi là ông anh cọc chèo của bên vợ á, thì ông anh đó mới nói là hồi xưa á là em đi chơi với vợ em á là vợ em về là không có tắm về là chỉ sức miếng nước hoa sau em lên em chở đi chơi thôi, mà lên em cứ này nọ rồi đó, nó che khuất đi các mùi khác. Dạ lúc đó kêu sao anh thơm quá, em thơm quá cho anh hửi miếng. Cuối cùng là sau đó là vỡ mộng luôn. Bây giờ là một ngày tắm lần hay sao? Dạ ngày thì em tắm lần, nhưng mà do là cái lúc đó là trời cũng lạnh đó chị. Sau rồi ảnh hẹn đi chơi thì mình cũng đâm ra cũng hơi làm biến tắm, mà cái đó thì em chắc lẽ em không nói đâu, mà do là cái ông anh á, ổng hay ngồi ổng chọc em, cái em mới nói trời ơi hồi xưa á hả, ông trực hả, ông khoái em lắm. Hỏi sao khoái? Tại em thơm mà biết sao thơm không? Đâu tắm đâu. Ông chụp nói em sao người em thơm quá vậy, em xài gì thơm vậy, em đâu xài nước hoa đâu nha, em chỉ tắm thôi. Rồi còn gì nữa không? Dạ vợ em là hay ngủ, ham ngủ, tại như em nói đó. Dạ. Múp mụm mỉm đó. Là tật xấu với em nữa là nấu ăn ngon quá, từ khi lấy vợ về là em lên 10 kg. Là vợ dạ. em nấu ăn rất là ngon. Dạ đó, ngon. Nãy là bạn này bạn có nói đó, vợ ngon mà nấu ăn ngon luôn đó. Ông cứ than hoài là em ơi em đừng có nấu đồ ăn ngon nữa đi. Anh á hả, từ ngày anh cưới em anh đi vô công ty, mấy bạn công ty cứ kêu trời ơi Trực, dạ này tao thấy mày mập quá rồi á Trực, bụng bự quá không thấy cái cổ nữa đâu nữa rồi. Hỏi chứ Trực, cái cổ của Trực đâu mất tiêu rồi, tại mập quá nọng nó xuống không có thấy cái cổ. Lúc vợ em mang bầu thì cô ấy có hành em hay là có dấu hiệu gì đó mà như là đầy đọa em không? Dạ có nhiều lắm. À có, cái lúc mà em tới ngày dự sanh rồi mà lúc đó em vẫn chưa thấy có dấu hiệu sanh gì hết. Cái mẹ mới nói bây giờ mày đi xin gạo đi, xin bảy nhà, tại con trai thì xin bảy nhà. Mình vác cái bụng bầu mình đi giữa trưa nắng, mình nói cô ơi cho con xin nhúm gạo thôi. Nhưng mà người ta nhìn mình người ta nói chắc cái con bé này là nó có bầu mà nhà nó nghèo quá, cho nguyên lon gạo luôn thôi. Trời ơi, còn bảy nhà mà cho bảy lon gạo phải ăn hết. Anh này cứ em ráng ăn đi, ăn cho hết đi, ăn cho bằng được đi để ngày mai còn đẻ nữa, chứ không ăn làm sao mà đẻ được. No quá không ăn nổi, nói thôi lén lén đem ra ngoài sân đập bể theo tục thôi. Rồi ăn kiểu đó chắc là đến lúc vô bệnh viện đẻ chắc đâu ăn uống gì được nữa. Dạ có chứ, vô bệnh viện đẻ là còn bắt em dẫn đi ăn nữa. Ăn nữa hả? Dạ. Sau cái lần xin gạo là bao lâu? Đập cái nồi xong là tới sáng 2 giờ sáng ngày hôm sau là vợ em bị vỡ ối. Hay ghê. Hay quá. Hay ghê chưa? Công nhận. Như người ta hay nói là ồ đẻ đau lắm, mệt lắm. Cho nên là mình đâm ra mình nói trời ơi, tí nữa mà đói quá rồi làm sao mà có sức mà vặn đẻ đây. Cái em mới nói là anh ơi dẫn em đi ăn đi. Cái xuống canteen, cái em mới kêu một tô phở, kiểu này chắc chưa đủ sức đâu. Anh kêu thêm một ổ bánh mì cho em ăn. Anh ấy nói thôi em ăn nhiều quá rồi sao em thở. Không phải ăn nữa mới đủ sức. Cái anh này anh cho em ăn có nửa ổ à. Cái bác sĩ gọi em vô kêu làm thủ tục giấy tờ. Bé trai của em nó hơi to, cân nặng cũng to nữa, cho nên nếu mà đẻ thừa thì sợ không có lọt. Cho nên là kêu đẻ mổ, mà do là em
ăn nhiều quá, đâm ra tới giờ mổ rồi bác sĩ phải hoãn lại tới trưa mới được mổ. Trời ơi. Nó tiêu đồ ăn phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Là do nửa ổ bánh mì đó. Rồi sao rồi còn chồng sao? Chồng có tật xấu gì không? Chồng em hả? Chồng em thì mê game lắm. Các thể loại game online hay offline gì cũng chơi được hết. Mê game cực kỳ luôn. Nói tới game là ảnh như là đúng cái chủ đề của ảnh vậy đó. Còn tật xấu mê gì nữa không? Dạ mê nữa là mê xe lắm. Ảnh coi cái xe đó còn hơn người yêu nữa. Mỗi lần đi chơi hay đi đâu mà qua quẹt cái là ảnh nhìn. Ảnh nhìn cái xe coi, trời ơi, có chạy ở đâu không? Về cái là thà vô lao cái xe. Nói chung là hả, dí lắm. Mỗi lần đi đâu mà thường xuyên, ví dụ như đi chợ hay gì là ảnh kêu lấy xe kẻ địch đi đi, chứ xe anh để chùm mền cho nó đẹp. Trời. Kẻ địch là xe của vợ đó. Dạ, xe kẻ địch là xe của em. Rồi bây giờ em mong muốn kẻ địch này thay đổi điều gì? Cũng không mong muốn vợ em thay đổi điều gì cả. Tại hiện giờ gia đình rất là vui vẻ rồi. Ừ. Dạ, vợ em như vậy em rất là thương. Em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em mong muốn anh này là ảnh bớt mê xe với mê game, lại mê vợ nhiều hơn. Đó. Vậy thôi. Bên này thì không mong muốn thay đổi điều gì, bên này kia. Ờ, gia đình là quá hạnh phúc rồi, nhìn viên mãn dễ sợ ha. Coi như là vợ khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Mặt chồng á thì ngồi hấp hiêm nhìn vợ vậy nè, hấp hiêm vậy đó. Nhìn mà vẫn giống như cái ánh nhìn đầu tiên hiêm vậy đó. Chúc hai vợ chồng em cứ hạnh phúc như thế này mãi mãi nha. Biết chúc tụi em hạnh phúc mà thôi. Dạ, cảm ơn. Suốt khoảng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24.000 thôi, cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn nhất. Bây giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh. Thôi mình kiếm tiền trước đi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, xin chào hai bạn. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quốc Trung. Năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên lập trình của công ty phần mềm ở Tân Bình. Em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quốc Thận. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thanh. Năm nay em 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung ơi, Trung nói cho anh biết đi, em gặp cô ấy lúc nào? Dạ thì cũng tình cờ anh, em gặp cô ấy là ở quê của em. Dạ. Quê em đâu? Dạ quê em ở An Giang. Vợ em là ở Bình Dương. Tết đó anh chị là vợ em mới đi xuống tìm em. Trước lúc gặp anh Trung á là em đã nghe thím nói sơ về rồi. Nói là tao có thằng cháu chồng này, nó giỏi mà nó dễ thương lắm, để tao làm mai cho. Cái em nói thôi không thèm đâu. Thế là tự nhiên cái năm đó đi á, thấy vừa thấy cái bóng ông này là mình nói trong bụng, trời ơi, đừng nói cái thằng cha này là cái người mà thím để mà chị Hòa định làm mai cho mình nha. Thôi cái này liền ra đường còn thèm nữa. Trời ơi. Lúc đó cái tướng ổng thấy ghét lắm anh, bận quần tà lõn lửng lửng nè, rồi cái áo phông mỏng mỏng, rồi mang đôi dép Lào của mấy ông già hay mang á, rồi mặt thì đeo mắt kiếng mà đi nghỉnh nghỉnh vậy nè. Cái em nhìn em nói trời ơi, cái thằng cha nội này hách dịch cũng không thích xíu nào đó. Rồi sau cái lần đó hai người có gặp nhau để nói chuyện không? Thì ăn xong rồi dắt trưa á chị, cái mình mới đi về thành phố. Rồi bà xã em thì đi về Bình Dương. Bà xã mới đặt xe đò. Còn em thì em đi xe Honda với chú thím. Thì chỗ đó sáng bữa đó là do xui cái là em đi mua bảo hiểm á, cái người ta tặng em cái nón bảo hiểm. Cái em nào đem cái nón bảo hiểm lên xe luôn. Cái thím em mới điện cho vợ em bây giờ hỏi xe chạy chưa, cái vợ em nó chưa có chạy. Cái thím em mới năn nỉ nó thôi mấy chạy đi rồi rước nó chạy đi. Rồi lúc đó là em đồng ý leo lên xe đội cái nón bảo hiểm mới luôn. Dạ. Lúc đó trong đầu em nghĩ trời ơi, ông nào cũng kết mình nè, nên cũng đem thẳng cái nón bảo hiểm. Nhưng mà em đâu biết là bảo hiểm tặng cho ông đâu. Vậy đó hả? Có số điện thoại nhau không? Dạ không. Rồi sao gặp lại nhau? Vậy bao lâu mới có tình cảm trời? Yêu nhau là bao nhiêu lâu? Dạ, từ khi mà hai con mắt thấy nhau cho tới đám hỏi là khoảng 8 tháng. Lúc đó là em đăng ký đi học văn bằng 2 ban đêm á. Thì tối hôm đó em đang học, cái em thấy một tin nhắn hỏi là hôm nay Thanh có đi học không? Anh là Trung nè. Cái em nói,
Hả? Tự nhiên nhắn lại cho mình chí trời. Rồi sau này em mới hỏi, ủa sao anh có số em hay vậy? Ừ. Sao? Em của bà Thiếm cho đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đó thì đó cũng hay nè. Rồi sau cái lần mà nhắn tin lạc lối đó đó thì là bao lâu thì chính thức yêu nhau nè? Dạ 3 tháng. 3 tháng sau luôn á hả? Dạ. Mà đi uống cà phê với nhau á, ngày đầu tiên gặp anh chẳng nói gì đâu, chỉ có một mình em nói thôi à. Nhưng mà cái bữa cà phê đầu tiên là ai trả tiền? Dạ em trả tiền. Chị, ít lắm chị. Bao nhiêu tiền em? Cứ 24.000 chị. Suốt khoảng thời gian quen em luôn á, một tuần là chỉ 24.000 thôi. Cứ em líp tông ổng trái dừa tươi là 24.000. Một cái chuyện tình mà ít hao tốn tục nhất cá mà luôn á, từ lúc mà tỏ tình đến lúc mà quen được luôn tháng. Là chỉ cần là tôi cá luôn là không tốn một quầy dừa. 8 tháng đúng không? Mà trừ đi hết 3 tháng rồi là có 5 tháng thôi. 5 tháng mà một tuần là đi cà phê mấy lần? Dạ một lần rồi chị. Một tuần lần là lần tháng 4 lần. 4 chai dừa là 24.000 mà nhân lên trời đất ơi, 48 nhân đôi là nhiêu? 96.000 mà nhân cho 5 tháng. Trời ơi, chưa tới 500.000. Chưa tới 500.000. Trời ơi, chị mà đỡ hao trời. Giờ em nghĩ là em thấy giá em rẻ. Thì nó là chưa tới nửa triệu nữa. Trời đất ơi. Rồi khi mà yêu nhau rồi á thì là có ghen hờn gì không? Ai là người ghen? Ghen chắc con mình em quá. Sao? Em ghen giọng bộ ổng, bộ ổng hay say nắng người ta lắm sao em ghen? À. Trước em ảnh cũng có cái mối tình sâu đậm lắm á chị. Ừ. Tức là gần tiến tới hôn nhân luôn rồi đó. Từ khi mà em lớn lên á là tới 25 tuổi luôn, lại muốn quen hết trơn á. Ổng là người nắm tay em đầu tiên, hôn em đầu tiên, cái gì của em cũng là đầu tiên. Vậy mà có 500 ngàn. Nhỏ này quá trời quá đất thiệt á. Cái em giận, em nói tại sao ổng không phải là em, là không phải là đầu tiên của ảnh. Cái mỗi lần nhắc tới cái em giận. Có khi á ổng ít có hát lắm chị. Mà ổng cứ nằm cái ổng hát ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đưa cao trầu này kia đó chị. Cái em mới hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ chị nào ở dưới quê vậy. Thế là em cứ chống nạnh lên, em hỏi anh nhớ ai vậy, anh nhớ người yêu cũ anh hả, chị nào vậy, nhớ hả, tôi đây nè, không nhớ nhớ ai vậy. Là em cứ mà ổng này chọc tức em lắm chị. Cứ mỗi lần ổng muốn gì cái ổng này hát ra bờ sông anh hẹn với em mà chẳng hẹn ra cái bài hát hoài. Dạ cái bài đó là cái bài chợ mới, bài tủ của ta, bài tủ của đúng ta. Hát câu nghe coi coi, hát câu. Dạ em hát ở đây đi, yên tâm bà không ghiền đâu. Ra bờ sông anh hẹn với em, mai mốt đây anh đem cao trầu, nhờ người xe duyên tình ta, em cho nên yên lòng, anh đã thưa cùng mẹ cha. Đó. Hát gì mà không nghiêng được. Mà tôi đây không hát. Ra bờ sông anh hẹn với em, mà mắt lý liếc nhìn vợ không nghe. Em hồi nãy em có nói cái gì cũng ảnh cũng là người đầu tiên dành tặng cho em đúng không? Dạ. Nắm tay rồi hôn cũng là người đầu tiên của em. Vậy thì cái đêm tân hôn chắc chắn là nó sẽ rất là ly kỳ phải không? Dạ, tại trước đám cưới á, mấy chị trong công ty cũng có mấy bạn xem tuổi em đám cưới, rồi người ta cũng kể, rồi người ta cũng tặng cho em một cái váy ngủ màu cà rốt cũng đẹp lắm anh. Thế là mình nghĩ tới đêm đó mình cũng bận này kia rồi. Mà người ta thường bảo là đàn ông người ta trông chờ giây phút đó lắm. Thế là em cũng nghĩ ông này giống vậy. Thế là tối đó em cũng bận vô cũng đẹp lắm. Đứng ra kêu anh ơi đi ngủ đi anh. Cái ổng nói từ từ đi, hỏi vừa làm gì anh. Thôi mình kiếm tiền trước đi. Không làm ăn trên chân luôn. Dạ thì nói chung cũng có làm ăn mà lúc đó mệt quá tiền nó đếm hồi cái nó bị quay á, cái cũng có làm nhưng mà cũng có phan nhau trái được. Rồi bây giờ lấy nhau về được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em với ông xã em lấy nhau khoảng 5 năm rồi. 5 năm em dạ. Tụi em làm mấy bé rồi? Dạ 2 bé rồi. Mà bắt đầu cái tính xấu lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều không em? Dạ trong mắt em thì chắc nó không nhiều nhưng mà cái tật xấu đó nó hơi lớn. Rồi khui đi em. Khi mà sanh bé thứ hai á là em dời về thành phố em sống. Thì bên ngoại bên nội thì cũng bận việc, đâu có ai phụ mình chăm con đâu. Chỉ có một mình em với hai đứa thì em phải nghỉ làm để em chăm. Thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là khủng hoảng nhất của em luôn, là ở nhà. Rồi một mình ông xã em gánh vác kinh tế. Có một lần ảnh về tháng đó là hai đứa con em bệnh hoài, vậy nó nhỏ nó bệnh hoài. Với thăm tiền, ảnh về ảnh mới hỏi em,
tại sao tháng này bị thâm tiền. Em nghĩ là một câu hỏi bình thường, không bao giờ em nghĩ nó sâu sắc gì đâu. Cái em mới nói thì đó, hai đứa con bệnh hoài em thấy ha. Thì em cũng giải thích phân trần. Nhưng mà khi mà anh lặp đi lặp lại một câu nói tới 3-4 lần thì tự nhiên em tự ái lắm chị. Lúc đó chưa khi nào mà em giận ảnh như lần đó, không hề nói với nhau tiếng nào hết chị. Thì khoảng 2 ngày sau là ảnh năn nỉ em. Ảnh đi theo ảnh năn nỉ, nhưng mà lúc đó cái tự trọng em nó, cái tự ái em nó bị xúc phạm dữ dội lắm, em không chịu được. Cái thế là ổng năn nỉ hoài không được, cái ổng đuổi em đi luôn. Ổng bảo là bây giờ em không cần anh nữa thì em đi đi, em muốn đi đâu em đi đi. Thế là em đang cho con bú, em cũng chẳng nói, lúc đó y như là mình chán, từ ở trong cái tư tưởng mình chán ra rồi, không muốn nói gì nữa hết, anh muốn nói vậy nói kệ anh. Thế là em cho con ăn uống xong, bắt đầu em đi lên lầu, em lấy vali, em bỏ quần áo vô, em lấy móc đồ theo hết, em bỏ hết trong vali vậy đó. Thì khoảng 15 phút sau là ông xã em chạy lên, hai con mắt ổng đỏ như hai trái gấc vậy. Mà ổng rưng vậy chị, ổng chạy lại, ổng ôm em, ổng bảo là em ơi đừng có đi, anh cần con với em lắm, em đừng có đi. Là lúc đó tự nhiên em y như một cái bong bóng mà bị nó căng lên mà người ta chích đó. Đó hả, em vỡ òa luôn chị. Em khóc mà em phải thét lên luôn. Trời ơi, là em càng thét và ổng càng ôm em. Lúc đó là thật sự là cái em giận nhất ổng trong 5 năm đó. Chồng em chỉ có mỗi một cái điều đó làm cho em bị tổn thương, làm cho em bức bối thôi, đúng không? Đúng rồi. Và chuyện đã xảy ra lâu rồi. Thôi delete luôn đi. Xóa luôn. Ổng có lãng mạn không? Dạ không chị. Trong quá trình yêu em không có gì gọi là lãng mạn hết trơn á. Rồi tối ngủ thì ổng có gác tay để cho em gối đầu không? Dạ không đâu, ổng ngủ càng xa em ổng càng mừng. Em buông theo ổng thì ổng lại đẩy em ra. Tủm tỉm cười hả ông? Bây giờ Trung, bây giờ cô ấy có thật xấu gì không? Cô ấy thì thật xấu là hay khóc. Với lại con cái em thích là tối ngủ cứ bắt em không ôm được. Đó đâu phải thật xấu đâu. Dạ, tại vì em ngủ mình quen rồi á. Cho nên là có ai mà nằm kế bên đụng em cái là em ngủ không được. Có nhiều. Ủa là mấy năm luôn á, từ lúc cưới nhau về tới giờ luôn á. Dạ. Rồi với còn gì nữa? Tính em á là ví dụ như mình nói em dọn dẹp nhà đi là phải làm liền. Chứ không có mà nói để em giúp em làm này xíu, làm kia xíu. Em làm không thích vậy. Cái thôi mình làm luôn, bực mình cự lộn hai chồng nghe lộn hoài. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì nè Trung ơi? Dạ em mong muốn thì vợ em là em ví dụ như em kêu em làm gì đó thì làm liền cho em. Làm liền. Không từ từ nữa. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, tối ngủ thì đừng kêu ôm nhiều quá, đừng có... Thôi bây giờ không ôm nhiều nhưng mà ấy sao? xong rồi thôi, đúng không? Xong rồi thành ai ngủ, đúng không? Rồi, thế em mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ, ông xã em thì em chỉ mong ảnh là suy nghĩ đơn giản mọi thứ thôi. Cái gì ảnh cũng suy nghĩ nó sâu xa quá thì nó sẽ nặng. Mà cái nghề của ảnh là cái nghề lập trình đó chị, nó đã rất là nặng đầu. Cho nên em chỉ mong ảnh là đơn giản hóa mọi chuyện. Cái thứ hai là đôi khi ảnh sẽ có những cái biểu hiện lãng mạn xíu. Dạ đúng rồi, làm cho em có cảm giác ảnh còn thương em. Cái đó là đúng đó, cái đó là đúng đó nha. Cái đó là quan chị, trọng lắm. Chị biết không, từ khi cưới em tới giờ tặng em đúng duy nhất một bông hồng héo thôi đó. Mà cái đầu nó còn gục xuống vậy nữa. Là duy nhất một lần nó tới giờ thôi á. Không, chị nghĩ là cái phần mà vợ em đề nghị là em làm cái sau đi. Còn cái phần mà kia kìa là khó lắm á, tại cái đó là mình nghề nghiệp em ơi. Lập trình viên mà đâu đó rõ ràng. Thành ra là cuộc sống cũng vậy, phải nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ xa, nghĩ gần. Thì cái đó chắc khó bỏ lắm, nhưng mà bỏ phải bỏ cái sau. Phải cho vợ cái cảm giác lãng mạn. Dạ thì em suy nghĩ là mình thương là mình hành động thôi, mình giúp vợ những cái công việc hàng ngày. Đúng rồi. Phụ nữ yêu bằng cái lỗ tai. Em phải nói ra. Em đừng có để trong trái tim. Mất mát gì cái lời nói đúng không, không nè Trung. Đó, vợ xin đó, đó cũng hành động đó. Nhưng mà bây giờ nói thêm câu đi. Tôi không có nghe, tôi không có thấy gì đâu. Em à, anh thương em lắm, đừng có khóc nữa. Thôi hôm nay lên đây nói chung là cũng đã bày tỏ được hết tất cả những tình cảm của vợ chồng với nhau rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua đâu. Nói rồi bây giờ hung cái đi. Đó, hung cái đi rồi không dòm tôi nữa. Tôi không thấy cái gì hết trơn nè. Cũng thấy vậy đó. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai bạn hạnh phúc nha.